sáng ngày thì chúng ta đã nghiên mới tìm hiểu uh, chia sẻ về cái mạch kiến thức luyện từ và câu thôi và từ mạch thứ hai là kỹ năng đọc. Kiến thức và kỹ năng. Trong kỹ năng thì sẽ có bốn kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Đọc sẽ um, phân tích riêng, viết sẽ phân tích riêng, đã đọc thì đã phân tích riêng rồi, viết đều sẽ phân tích riêng, còn nói và nghe thì bao giờ cũng là một cho nên nó có tên hoạt động là nói và nghe. Khi học sinh này nói thì học sinh khác phải nghe. À, cũng như là năm lớp 3 ấy thì có những cái tiết nghiêng về rèn luyện kỹ năng nói, ví dụ như là những cái tiết học nói theo chủ điểm. Nhưng có tiết lại nghiêng về kỹ năng nghe, tức là học sinh được nghe một câu chuyện mới. À, các em nghe, các em hiểu và các em nhắc lại trả lời trả lời được câu hỏi nghe hiểu rồi nhắc lại những cái chi tiết chính uh, của câu chuyện thế là được còn uh, yêu cầu mà kể luôn được câu chuyện thì chúng ta chỉ khích lệ những em nào uh, có năng lực tốt thôi còn không, không không áp đặt bởi vì là mục tiêu là rèn kỹ năng nói và nghe đấy có khi thì trọng tâm tạo cơ hội cho nói nhưng có khi trọng tâm để rèn kỹ năng nghe nghe tức là gì ạ Tập trung nghe từ đầu đến cuối câu chuyện nghe hiểu uh, trình bày lại được nêu được cái điều mình hiểu nhắc lại được cái chi tiết trong chuyện thì đấy đều là phải dạy cả nó cũng giống như là học nói đọc viết nói nghe của tiếng anh um, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu nói đến uh, hoạt động viết nếu như sáng ngày uh, các thầy cô đã được giới thiệu là mặc dù cái chương trình dạy À, kiến thức về từ bà câu ấy, dạy luyện từ bà câu nó cũng có những điểm mới à, những cái điểm mới về dạy ví dụ như là bây giờ lên lớp 4 mới dạy à, nhân hóa chẳng hạn. Thế hoặc là dạy à, lựa chọn từ ngữ chẳng hạn, dạy xem từ điển chẳng hạn. Thì đến à, nhưng mà nó vẫn có những cái gì ạ kế thừa và tiếp nối tiếp tục giống hệt như chương trình lớp 4 của trước đây nhưng chúng ta thấy là có cách tiếp cận khác bài học dạy theo cách khác yêu cầu cũng nhẹ nhàng hơn đấy ví dụ như là động từ hay là câu là đã được minh họa hay là trạng ngữ chỉ cách thức cũng chúng ta cũng thấy là nhẹ hơn trước đây thế chiều nay chúng ta sẽ bàn đến viết à, viết tôi để vào buổi chiều bởi vì thực ra ấy, đọc chúng ta vẫn thấy là gì ạ nó chỉ khác về văn bản thôi bài đọc thôi tên bài đọc nội dung bài đọc thôi hay là cái cách thiết kế câu hỏi thôi thế còn cái cách tổ chức à, thì chúng ta thấy là nó đổi mới tức là nó thay đổi không nhiều nhưng viết là một kỹ năng có thể nói là trong bốn kỹ năng đọc viết nói nghe thì viết là à, nó thay đổi nhiều nhất nó khác với lệ chương trình 2000 nhiều nhất à, thế thì các thầy cô sẽ nhìn trên màn hình tiếng Việt 4 không còn nội dung luyện viết chữ, tức là không viết hoa nữa thì cũng như trước đây, không còn nội dung viết chính tả nữa thế thì có phải là không chú ý đến cái yêu cầu viết đúng chính tả không viết đẹp, viết sạch đẹp trình bày sạch đẹp hay không, thì không phải nó sẽ được tích hợp vào cái tiết là các em viết bài văn khi các em viết đoạn văn, khi các em viết bài văn thì vẫn có điểm dành cho uh, chữ viết dành cho viết hoa có đúng không à, có mắc lỗi chính tả hay không vân vân đấy thì nó tích hợp vào đấy để các thầy cô uh, nhắc nhở nhận xét các em thôi chứ không có bài học riêng nữa cái điều này thì ngay như cái hồi chương trình 2000 ý, cái những chuyên gia môn học mà dạy tiếng ý, của nước ngoài sang người ta nghiên cứu chương trình của mình thì người ta cũng nói là tại sao không kết hợp giữa uh, gì nhỉ viết chính tả mới viết bài văn lại sao lại cứ một tuần lại có một cái thậm chí là hai hai tiết chính tả ngồi để nghe viết 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 thế thì đấy cái viết đấy nó chỉ là viết kỹ thuật thôi thế thì nếu mình tích hợp vào trong tập làm văn ấy là cái viết đoạn văn bài văn theo suy nghĩ cảm xúc của các em ấy thì đồng thời là các em cũng vẫn rèn chữ viết mà vẫn rèn chính tả mà Đấy, thì cho nên là uh, chương trình mới này chắc chắn là có cái sự kế thừa uh, của cái cách uh, xây dựng chương trình của nước ngoài rồi. Thế cho nên chúng ta thấy lớp 4 năm không có viết chính tả nữa. Thế cũng có nãy có thể câu hỏi là tại sao vẫn còn viết chính tả? Thì chính là uh, chúng tôi có cho nhắc lại ở một vài cái tiết ôn tập. Các em được viết một đoạn chính tả. Nhưng không phải chỉ là để, để viết chữ đẹp, chữ đúng hay gì đâu. Mà để các em quan sát cách viết tên riêng cách viết những cái dấu câu nó 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 có cái công dụng mà các em bây giờ mới được học ví dụ như là à, dấu gạch ngang à, có công dụng liên danh nối các danh từ với nhau đó thế thì vậy thì à, chúng ta sẽ thấy là gì không còn tập viết không còn à, viết chính tả chỉ còn viết um, sáng tạo thôi tức là viết đoạn văn viết bài văn mà trước đây chúng ta gọi là tập làm văn đấy là một cái điểm khác ạ, cái điểm khác nữa là cái kiểu bài phong phú hơn so với trước đây. Trước đây cả cấp tiểu học chúng ta hầu như chỉ trọng tâm vào hai kiểu bài là văn miêu tả và văn kể chuyện. cho nên học rất đủng đỉnh. tiết kể chuyện là kể uh, tiết, tiết, tiết ví dụ tiết miêu tả chẳng hạn đúng không? một loạt bài là tả đồ vật, một loạt bài tả con vật, một loạt bài tả cây cối mở bài trong bài văn tả cây cối mở bài trong bài văn nọ kia đúng không hay là kể chuyện cũng vậy à, chúng ta thấy là à, kể à, à, hay là miêu tả nhân vật cũng vậy miêu tả nhân vật này có một bài miêu tả ngoại hình này có những bài hướng dẫn miêu tả hành động này có những bài miêu tả gì nữa lời nói hay gì suy nghĩ vân vân nhưng bây giờ không phải là không mong muốn dạy lừng à, từng ly từng tí chi tiết như thế ơ không có tiếng này. chắc là các thầy cô kiểm tra đường truyền. Có thể là do mạng nó trục trặc thôi. Có không? Rồi. Thế thế thì các thầy cô sẽ thấy là ngay cả cái hồi lớp 2 nhá, và lớp 3 cũng vậy, cái yêu cầu viết đoạn văn kể tả ấy nó rất mờ chủ yếu là gì viết đoạn văn nói về các mùa chẳng hạn một mùa em yêu thích viết đoạn văn nói về lễ hội viết đoạn văn nói về hoạt động thể thao khi nói về là muốn viết theo kể hay tả cũng được nhưng chương trình mới thì lại yêu cầu khá khá rạch ròi về viết theo kiểu bài à, em đang viết theo kể chuyện thuật việc hay là miêu tả hay là bộc lộ tình cảm cảm xúc hay là nêu lý do uh, lý do mà sáng ngày tôi đã phân tích tức là nó gần giống với văn nghị luận ấy, lập luận Tôi thích hay không thích vì sao đó Thế thì uh, vậy thì cái giáo viên dạy lớp 4 có áp lực không khi mà lên lớp 4 các em mới chính thức học uh, kiến thức về từ và câu thì xin thưa rằng không 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 có gì áp lực cả bởi vì ngay từ lớp 2 đã viết 4 5 câu 4 đến 5 câu tả một đồ vật viết 4 đến 5 câu giới thiệu một đồ vật viết 4 đến 5 câu à, uh, gì nhỉ à, uh, thuật lại một việc đã làm ví dụ như thế lớp 3 cũng vậy và bây giờ lên đến lớp 4 cho nên là các kiểu bài này các em đã quen tay được viết nhiều ở lớp 2 lớp 3 rồi khi theo chương trình mới thì cũng có thầy cô nói rằng là à, tại sao phải viết nhiều thế. Đấy, tại sao phải viết nhiều thế. Thế bây giờ chúng ta hình dung là các em lớp 2, lớp 3 nhá, viết đoạn văn tả một đồ vật chẳng hạn. Thế thì các em được viết một lần, còn chủ yếu là nói 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 thôi. Xong các em được viết bài một lần, thì liệu nó đã thành kỹ năng kỹ xảo chưa? Cho nên là các em cứ viết. Đó, hôm nay học về ngôi nhà à viết đoạn văn tả ngôi nhà ví dụ như thế à, ngày mai viết về à, học về à, cái tình cảm của ông với cháu viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc với người thân thế thì nó kết nối giữa đọc với viết và cứ nêu yêu cầu gì là tôi biết cách viết theo yêu cầu đấy cho nên cứ viết đi viết lại vòng đi vòng lại thì cô giáo cũng có phải chấm đâu học sinh đọc nhận xét góp ý cho nhau mà à, rồi cô có thể là chữa một số bài để các em tự rút ra à, cái mình cần chỉnh sửa thôi nhưng đấy là dạy học theo hướng phát triển năng lực tức là các em phải được làm thật nhiều cho nên là chúng ta nếu các em không làm nhiều ấy, thì thầy cô sẽ phải nói nhiều nếu nói nhiều thì không phải là dạy học theo hướng phát triển năng lực không phải cứ ngồi nghe thầy cô giảng để có năng lực đâu mà phải làm. Đó. Thế thì uh, trở lẫn kiểu bài như sau. Thứ nhất là viết bài văn, bài văn. Lớp 2 và lớp 3 các em chỉ viết đoạn thôi. Lớp 2 chỉ viết 4 đến 5 câu. Lớp 3 viết đoạn văn ngắn. Lớp 4 thì có kiểu bài vẫn viết đoạn văn nhưng có một số kiểu bài đã phải viết thành bài văn. Lần đầu tiên viết bài văn. Thế thì thứ nhất là viết bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến. Có thể là nhìn thấy hoặc xem trên TV đúng không? Hoặc tham hoặc là thuật lại một sự việc mình đã tham gia rồi chia sẻ suy nghĩ cảm xúc về sự việc đó. Đấy là một kiểu bài. Kiểu bài thứ hai là viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe. Nhìn như thế này chính là hai yêu cầu cái chữ hoặc ở đây chỉ là đánh diễn đạt cho nó xuôi tai thôi thế chẳng nhẽ là bộ sách này thì dạy cái văn kể câu chuyện đã đọc đã nghe bộ sách khác lại dạy chỉ dạy viết đoạn văn tưởng tượng thế khi đi thi chung cả toàn quốc thì sao đúng không rơi vào trường hợp nào thì trường hưởng lợi trường lại thua thiệt à thế cho nên là thực ra ở cái gạch đầu dòng thứ hai viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc đã nghe à, hoặc viết đoạn văn tưởng tượng vẫn là dạy cả hai kiểu bài như vậy là đã ba kiểu bài rồi. Thứ ba là viết bài văn miêu tả con vật, cây cối, sử dụng nhân hóa và những từ ngữ gợi đặc điểm nổi bật của đối tượng được tả. Thì các thầy cô thứ nhất là cái, cái thuật ngữ miêu tả hay tả thì chúng ta nó như nhau thôi. Nhưng có lúc người ta diễn đạt để cho cái câu văn nó xứng hoặc nó gọn ghẽ cho nên là không quan tâm gọi là miêu tả hay tả này. Nhưng uh, chúng ta cũng không áp lực. Đây là các em phải viết bài văn từ nãy giờ các thầy cô thấy đều là bài văn nhé bài văn thuật việc này bài văn kể chuyện này hoặc đoạn văn tưởng tượng này bài văn miêu tả con vật hoặc cây cối thế thì miêu tả con miêu tả con vật ấy là lần đầu tiên lớp 4 mới có miêu tả cây cối lần đầu tiên là yêu cầu của lớp 4 còn cả lớp 2 và lớp 3 được viết đoạn văn miêu tả nhưng chỉ là miêu tả đồ vật đấy, thế các em vẫn biết miêu tả là dùng quan sát nó này giờ chỉ ra những đặc điểm màu sắc hình dáng vân vân đấy, à, dùng nhiều cái từ ngữ chỉ đặc điểm. Thế nhưng bây giờ trên đối tượng mới là con vật cây cối thì chúng ta lại phải có những dạy những cái dạy để hướng dẫn tỉ mỉ, rồi đây là bài văn nữa, cho nên mở bài kết bài như thế nào cũng phải hướng dẫn. Tiếp tục ạ, vẫn còn ngần này kiểu bài nữa, viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về một nhân vật trong văn học hoặc một người gần gũi thân thiết lớp à, lớp 2 các em cũng viết đoạn văn à, nêu tình cảm cảm xúc với một người thân rồi với một thế lớp 3 cũng viết tình cảm cảm xúc với một người thân rồi lại viết tình cảm cảm xúc với một cảnh vật nữa. Đấy cũng khá là nhiều. Thế bây giờ đến lớp 4 là vẫn viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc nhưng đối tượng là gì? Một người gần gũi thân thiết thì nó giống những lớp học trước nhưng một nhân vật trong văn học nó lại khác nêu tình cảm cảm xúc với nhân vật mình đọc được trong văn học nó không thể giống với lại tình cảm cảm xúc của mình đối với người thân đấy với người quen biết tức là một người bằng xương bằng thịt và một người trong tác phẩm văn học mà câu chữ hiện lên qua lời miêu tả qua lời nói của nhân vật được thuật lại vân vân đấy là cái kiểu bài thứ tư nhưng thực ra đã sang thứ năm rồi tiếp ạ Viết đoạn văn nêu lý do yêu thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. Ở đây sáng ngày tôi đã nói là uh, cái chương trình từ tiểu học cho đến trung học cơ sở ấy nó có hết cả biểu cảm tức là nêu tình cảm cảm xúc, có miêu tả, có thuật việc kể chuyện và có nghị luận. Cái nghị luận thì ở cái cái cấp trên nó là giải thích, phân tích, bình luận đúng không là những cấp những cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nhưng ở tiểu học thì cô không dùng cái thuật ngữ là giải thích, bình luận, phân tích gì cả mà dùng cái từ là viết đoạn văn nêu lý do thích câu chuyện đã đọc. Ví dụ tôi nói là tôi thích cái câu chuyện này. Nói như thế chưa thuyết phục đúng không? Thế thì tôi thích vì sao? Những lý do nào ở cái câu chuyện đấy khiến tôi yêu thích nó thì phải chỉ ra, chỉ ra, chỉ ra. Đó thế thì các thầy cô sẽ thấy là viết đoạn văn nêu lý do yêu thích câu chuyện chính là những viên gạch đầu tiên những kỹ năng nhỏ đầu tiên của của kiểu bài nghị luận của bài viết văn nghị luận ở các cấp trên à, sang kiểu bài nữa là viết văn bản hướng dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc làm sử dụng một sản phẩm đây cũng chính là hai yêu cầu chứ không phải một kiểu bài Thứ nhất là các bước thực hiện một công việc, ví dụ tôi nấu cơm, tôi bật bếp ga, tôi bật bếp từ, tôi vo gạo vân vân như thế nào. Hoặc làm một sản phẩm, tôi làm một cái trò chơi, tôi làm một cái đồ chơi vân vân ấy. Đấy, thế cho nên là nhìn nó là một gạch đầu dòng nhưng nó là hai kiểu bài. Thứ ba viết báo cáo thảo luận nhóm, nữa viết đơn theo mẫu. Tiếp viết thư cho người thân hoặc bạn bè đấy nếu mà chúng tôi đếm liệt kê ra nó cũng phải mười mấy kiểu bài đấy vì mỗi gạch đầu dòng này có rất nhiều trường hợp là nó có mấy kiểu bài liền viết báo cáo là một đơn là hai thư là ba ví dụ như thế đấy rồi là gì ạ văn bản hướng dẫn thực hiện công việc hay là một sản phẩm cũng là hai lý do yêu thích câu chuyện hay là tình cảm đối với nhân vật trong văn học hay đối với người tả con vật rồi tả cây cối nó gần như là gấp đôi lên trước khi nói về cái phương pháp thì tôi sẽ À, để các thầy cô uh, nhìn uh, chúng ta xem cái băng đã cho nó sinh động sau đấy tôi sẽ nói sau uh, đây ạ à. các thầy cô nhìn trên màn hình chúng ta sẽ xem một cái uh, video uh, một cái tiết dạy uh, gọi là tập làm văn trước đây đấy nhưng bây giờ chúng ta gọi là dạy viết là tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến Thế thì sáng ngày tôi đã nói rằng là trước một kiểu bài, bất kỳ một kiểu bài nào, ngay từ lớp 3 cũng vậy, bất kỳ một kiểu bài nào cũng có um, cái lộ trình hướng dẫn rất cặn kẽ. Đây ạ. Bất kỳ một kiểu đoạn văn, văn bản nào cũng có một hai tiết tìm hiểu kiểu bài tức là nhận biết cái cách viết kiểu bài này, nhận biết cách viết kiểu bài thuật việc, nhận biết cách viết kiểu bài miêu tả, cách bài kể chuyện vân vân đó. Tiết học này giúp học sinh nhận biết ra cái cấu trúc bài văn dựa vào một cái đoạn văn mẫu hoặc một bài bài văn đưa ra để mổ xẻ để nhận ra là à viết cái kiểu bài này là như thế đấy thế thì học sinh sẽ được thực hành viết dựa trên phân tích cái mẫu đó ở cái tiết tìm hiểu kiểu bài tức là gọi là một cái bài tham khảo chứ chúng ta cũng không gọi là một bài mẫu để nắm được kiểu bài và mục đích viết à, và các em hình dung là cái đoạn văn hay cái hay bài văn nó như thế để không viết tràng giang đại hải không viết lan man đó nhưng à, có cái mẫu đấy nhưng chúng ta vẫn có không phải là bắt học sinh làm theo mẫu bởi vì là mẫu là một yêu cầu còn khi thực hành ra đề chúng ta lại ra yêu cầu khác cho nên không lo là các em cứ phải chép theo mẫu mỗi kiểu bài đều có ghi nhớ về cách làm kiểu bài đó đây ví dụ đây là cái tiết này mà chúng ta sẽ có video về tiết dạy đấy tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến chính là đoạn văn nêu lý do vì sao mình thích một câu chuyện đấy vì sao mình thích một câu chuyện đấy là kiểu bài đó thì chúng tôi viết gọn là kiểu đoạn văn nêu ý kiến thì đây là cái tiết tìm hiểu cách viết này để nhận ra cách một cách hai này rồi ghi nhớ này đến cái bài học sau ấy thì các em được thực hành tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến tức là các em được đọc một cái đề được chọn đề văn này rồi các em hình thành ý để viết cái đoạn văn đó. Đối với viết đoạn văn thì chúng tôi gọi là tìm ý, nhưng đối với viết bài văn thì chúng tôi gọi là lập dàn ý. Đó. Như vậy là đầu tiên cái tiết đầu tiên là tìm hiểu kiểu bài thông qua một bài văn mẫu, đoạn văn mẫu. Sau đấy là thực hành tìm ý hoặc là lập dàn ý sau đó là gì ạ lập dàn ý rồi tức là đến lúc viết là các em viết theo cái dàn ý đã lập như vậy là ở cái tiết lập dàn ý hay cái tiết tìm ý là được yêu cầu về đề bài rồi đến tiết viết đoạn văn là các em tập viết cái gì nhỉ dựa viết thực hành viết cái đoạn văn hay bài văn dựa trên cái ý đã tìm hay dàn ý đã lập sau đó đến tiết trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến thì các thầy cô thường bảo là rồi ôi sao vừa làm xong thì lấy đâu ra mà trả bài thì không phải trả bài như kiểu ngày xưa là chấm bài đâu bởi vì là cái chấm điểm ấy nó chỉ có ở cái tiết ôn giữa kỳ à, cái kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ thôi vậy thì những cái tuần trong năm ấy là khi học sinh viết bài em ngồi viết Cô có phải ngồi không đâu, cô sẽ đi đến từng nhóm, từng em, cô xem, cô ghi chép, đúng không? Cô ghi chép những ưu điểm, những uh, chỗ cần góp ý, chỉnh sửa. Thế và hôm sau cô có cũng có thể chấm vai bài, à, rồi cô bắt đầu nhận xét, uh, hướng dẫn cách chỉnh sửa đó. Thế chứ không phải là mang cả tập bài về chấm hôm trước, vừa làm xong mang về chấm để hôm sau trả không phải cô giáo ghi chép ngay khi học sinh quan sát đánh giá bằng nhận xét đó thế như vậy là tiết đầu là tìm hiểu cách viết này lập dàn ý hoặc là tìm ý này xong thì viết bài này xong trả bài ít nhất là có bốn tiết như vậy với những cái tiết uh, mới hơn ví dụ là bài văn tả con vật hoặc bài văn tả cây cối thì chúng tôi có số lượng tiết tăng lên ví dụ tăng lên cho tiết uh, tìm hiểu uh, cách viết chẳng hạn có ví dụ tả cây cối một tiết thì tìm hiểu tả cây cối theo gì ạ tả theo lần lượt từng bộ phận của cây rồi đến tiết sau lại tả cây cối theo trình tự thời gian ví dụ như thế thế cho nên lần tăng cường hoặc là đây tôi ví dụ là cái tiết tìm hiểu cách viết tả con vật nhé thì các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ rất khác với lại cái cách thiết kế sách trước đây à, đối với kiểu bài văn viết bài văn miêu tả con vật tiết đầu tiên trên màn hình là tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật các em được đọc một bài văn tả con rùa đấy, trả lời các câu hỏi đấy, rồi là gì ạ tìm hiểu cái, các cách mở bài cái mở bài trong sách là như thế thế còn cái mở bài khác mà dẫn ra đây thì nó khác gì nhau đấy thì chính là để các em nhận ra là có những cái cách mở bài khác nhau cách viết kết bài khác nhau sau đó các em trao đổi à sau khi đã đọc rồi này à, à, tìm hiểu cái kiểu bài rồi các em ngồi trao luận trao đổi với nhau vậy thì một bài văn miêu tả ở đây là tả con vật ấy thì cần lưu ý những gì tức là gì ạ bài văn phải có đủ ba phần mở bài thân bài kết bài rồi là tả con vật thì tả cái gì trước cái gì sau đúng không làm thế nào để nổi bật cái đặc điểm con vật đấy lên hình dáng màu sắc rồi thói quen vân vân ấy tả như thế nào đó thế thì đấy là gì ạ Hứa cho các em tranh luận đi Và các em thấy là cái gì cần phải nhớ Ghi nhớ để làm cái bài văn tả con vật Sau đó thì các em sẽ đọc ghi nhớ Sau tiết tìm hiểu cách viết ý, Thì ví dụ với Những cái bài khó là chúng tôi tăng thêm Cái tiết ví dụ ở đây là tăng thêm tiết Quan sát con vật Thực hành quan sát con vật Đấy, Các thầy cô thấy là các thầy cô cũng không phải làm gì cả Vì là Gợi ý hướng dẫn rất là kỹ em Cho cái điều mà hạ hạ Đóng lên tí nữa cho cái điều hòa nắng nóng lên đầu tiên cô một tí cho cái điều hòa nắng lên một tí à, thế các thầy cô sẽ thấy là gì ạ có hướng dẫn chuẩn bị này chuẩn bị cái gì à lựa chọn con vật để quan sát cái có thể vật trong nhà động vật hoang dã có thể quan sát trực tiếp đấy trực tiếp là gì em quan sát ở nhà rồi đúng không hoặc là quan sát qua tranh ảnh hoặc là cô chiếu trên màn hình vân vân đó tức là các em tìm ra cách quan sát này rồi quan sát bằng cách nào À, sử dụng các giác quan để cảm nhận. Đó nhìn bằng mắt đúng rồi, đúng không? Nghe tiếng kêu, chạm vào con mèo để cảm nhận gì ạ? À? Cái bộ lông mềm mượt của nó ví dụ như, như thế. Đấy là cái hướng dẫn chuẩn bị phần chuẩn bị. Sau đó là các em thực hành quan sát và ghi chép kết quả quan sát. Thế có A là đặc điểm ngoại hình, B là hoạt động thói quen. Thế các thầy cô đều thấy là có mẫu này, có phiếu này, thế là các em cứ dựa vào đây để làm sao? để các em à, ghi chép kết quả quan sát. Ghi chép xong thì dựa vào kết quả quan sát này, à, các em sẽ sắp xếp ý, Đấy, chọn cách sắp xếp ý. Ví dụ cách một, cách hai như sách đưa ra. Thế thì thử là chọn cái gì miêu tả cái gì trước cái gì sau. Thế sau đó là ý cái kết quả quan sát của nhau xem là à, bạn tìm được những từ ngữ tả cái ngoại hình có đúng không, tả hành động hoạt động có đúng không. Ví dụ như thế thì đấy là gì ạ? Tiết quan sát sau khi quan sát đấy các em lại được học cái cách viết đoạn văn miêu tả tức là zoom vào soi vào từng đoạn trong bài văn miêu tả thì làm thế nào để nó đúng là bài văn miêu tả thì các thầy cô sẽ nhìn thấy đoạn 1 là tập trung sử dụng những tính từ để chúng tôi in đậm lên đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi mà đấy mỗi đoạn văn tả con vật nào những từ in đậm trong đoạn văn có tác dụng gì À, em thích cách miêu tả nào vân vân. Thế thì cái đoạn 1 ấy các thầy cô sẽ có từ xanh à, từ in đậm là xanh biếc này, dài này, mảnh này, tròn, thon, bóng loáng, óng ánh, thoăn thoắt. Đấy, tức là cái đoạn văn miêu tả dùng rất nhiều tính từ. Tính từ, đấy các em đã học tính từ rồi mà. Đến đoạn thứ hai là tả con cá rô À, cá rô bám theo vảy rô mẹ tung tăng len lỏi quanh các nhánh cây dễ cỏ ngập nước nó nô nghịch như một đứa trẻ hiếu động vân 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 tả này phóng vút qua như một mũi tên tiếp tục ngoi lên như đang trốn tìm rồi cuối cùng là gì ạ à, nó làm nó nó tròn miệng thở làm mặt nước nổi lên một cái bong bóng nhỏ tí xíu như hạt ngọc trong suốt trên mặt nước Vậy thì cái đoạn thứ hai này là à, điển hình để cho các em cảm nhận là trong cái bài văn miêu tả mình nên sử dụng những câu có hình ảnh so sánh, tức là sử dụng biện pháp so sánh để miêu tả đặc điểm của con vật. Thế sang đoạn thứ ba là gì? Đấy, một là đoạn một là dùng nhiều tính từ, đoạn hai là dùng biện pháp so sánh, vậy đoạn ba chắc chắn là gì rồi? Nhân hóa rồi. Đấy, cái vòi của voi thật kỳ lạ, gần như không có việc gì mà chú không dùng đến vòi. Chú dùng vòi để thở, vân vân này gọi chú này. Thế rồi gì ạ? Đặc biệt vòi voi, vòi còn giúp voi con biểu lộ tâm tình. Thế là nhân hóa rồi. Chú đập vòi chan chát xuống đất khi giận dữ. Đấy, trạng thái cảm xúc của con người rồi. Đu đưa vòi khi thoải mái, yên tâm. Trạng thái cảm xúc con người rồi, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là À, chắc chắn là khác với lại sách hiện hành rồi đây là đang dạy tả viết đoạn văn tả con vật nhưng mà để rèn cho các em biết là gì khi viết văn miêu tả dùng nhiều tính từ này dùng biện pháp so sánh này dùng biện pháp nhân hóa này đó thế sau đấy là các em được thực hành viết đoạn văn tả một con vật như vậy chúng ta thì có 3 tiết liền nhau hướng dẫn tiết hướng dẫn thứ nhất là nhận diện cấu trúc bài nhận diện cách viết kiểu bài nhận diện cái cách viết mở bài kết bài. Tiết thứ hai là quan sát và tiết thứ ba là luyện viết đoạn văn. Còn cái đích các em phải thực hiện là gì ạ? Viết được một bài văn. Thì trước khi viết một bài văn ấy thì các em có tiết thứ tư là lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật, lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật. Thế thì có đề bài này và cái đề bài này chính là chính là cái đề bài của các em sẽ thực hành viết bài văn đấy nhưng mà có tiết riêng để các em tập dượt là nghĩ hết liệt kê hết các ý ra đó làm ra một cái dàn ý hôm sau viết chỉ cần dựa vào dàn ý đấy là viết thôi đó thế thì các thầy cô cũng thấy là có gợi ý rất là kỹ càng nhìn nó rất là sáng rõ để các em làm theo và tiết thứ 5 là viết bài văn miêu tả con vật à, vẫn cái đề của hôm lập dàn ý nhưng cũng có cái gợi ý à, để các em viết cho nó diễn đạt cho nó tốt hơn và tiết thứ mấy ạ à? tiết thứ năm tiết thứ năm là trả bài văn miêu tả con vật thì lúc nãy cũng như trả bài đấy chính là gì khi học sinh ngồi viết đoạn văn hay ngay cả khi học sinh lập dàn ý rồi giáo viên đã ghi chép về từng em đấy rồi à, hoặc là mình tập trung vào một cái cái bài kiểu bài này mình tập trung vào một số em ở tổ này bài khác mình lại sang tập trung vào những em khác để hết à cái cái logic cái mạch của cái tiết đấy như thế nào cho nên uh, chỉ có thể là gì ạ phải rất tập trung rất tập trung xem vẫn không không hiểu được đâu nếu như chúng ta không biết chúng ta không đọc sách giáo khoa cái bài đấy như thế nào đúng không cái gợi ý của sách giáo viên dạy ra sao thì đây là tiết một của tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến nêu ý kiến là gì là nêu lý do vì sao mình thích hay không thích một câu chuyện nào đó Thế thì cái câu chuyện đưa ra trong đoạn văn thứ nhất ấy nó chính là câu chuyện các em vừa đọc ở tiết luyện đọc tức là tiết tập đọc. Các em vừa đọc cái tiết uh, thi nhạc ở đây là bài ở bài số 2 tuần 1. Nếu các thầy cô có sách uh, trong tay ý, thì các thầy cô sẽ mở ngay ra cái mục lục trang 4 tuần 1 bài 2 thi nhạc. Bài đọc đọc bài là bài uh, câu chuyện thi nhạc, sau đó là tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến. Thế, thế thì cái đoạn văn này viết về chính cái bài tập đọc vừa học cho nên là các em sẽ hòa nhập được ngay các em sẽ hiểu ngay là cái người viết này yêu thích câu chuyện này vì những lý do gì đấy thì lát nữa thì cô sẽ thấy là cô giáo đã tổ chức khởi động bằng việc là cho các em nhắc lại các nhân vật trong câu chuyện của cái bài đọc đấy để các em đọc vào cái đoạn văn nói lên vì sao mình thích cái câu chuyện đấy nó dễ dàng hơn nó dễ nhớ hơn nhớ hơn thế thì để nhận diện ra cái kiểu bài nêu lý do vì sao mình thích một câu chuyện ấy thì cái, thì sách đưa ra một đoạn văn này sau đó hỏi câu hỏi là người viết muốn nói gì qua đoạn văn trên tìm câu trả lời đúng có 3 phương án à, những lý do yêu thích câu chuyện thi nhạc thứ hai là thuật lại diễn biến của buổi thi nhạc thứ ba là tả hình dáng điệu bộ của các nhân vật trong câu chuyện thế thực ra là đang cho các em lựa chọn kiểu bài có kiểu bài nêu lý do mình yêu thích uh, câu chuyện có kiểu bài thuật lại sự việc có kiểu bài là tả miêu tả đấy thì chắc chắn là các em sẽ thấy không phải thuật lại rồi không phải miêu tả rồi thì các em sẽ chọn sang là lý do uh, chưa kể là cái đoạn nó rất là rõ thì tắt nữa chúng ta sẽ xem cô tổ chức như thế nào À, câu b là câu mở đầu đoạn văn cho biết điều gì chúng tôi gọi là câu mở đầu vì các thầy cô sẽ thấy là nếu như bài văn chúng ta có mở bài thân bài kết bài nếu đoạn văn chúng ta có mở đoạn thân đoạn kết đoạn thì nghe nó rất là trang trọng nó rất là nặng nề cho nên chúng tôi sẽ có một cái gọi khác là mở đầu này đúng không rồi phần triển khai này rồi phần kết thúc đấy mở đầu có thể chỉ là một câu thôi triển khai một số câu kết thúc cũng có thể một câu hai câu đấy chứ không không tách ra thành mở mở đoạn thân đoạn kết đoạn nghe nó rất là hoành tráng thế thế thì có những câu hỏi tiếp tục là câu mở đầu đoạn văn cho biết điều gì là gì ạ câu chuyện thi nhạc phan Ách cuốn tôi vào một thế giới đầy thú vị cuốn tôi vào tức là câu chuyện hay mình thấy câu chuyện hay câu chuyện thú vị nữa cũng là khen rồi à, câu b là gì ạ À, câu c những câu văn tiếp theo cho biết người viết yêu thích những gì những điều gì ở câu chuyện thì chính là gì ạ yêu thích những gì chính là những cái lý do khiến tôi yêu thích câu kết thúc đoạn ý nói gì đấy thế cho nên là à, chúng ta thấy là đây là bốn câu hỏi giúp các em nhận diện nhận biết cách viết một đoạn văn nêu lý do vì sao yêu thích một câu chuyện thế thì cái đoạn văn thứ nhất ý nó được viết theo cấu trúc là mở đầu phát triển và kết thúc nhưng cái đoạn văn thứ hai hướng dẫn các em một cách viết khác để nó thoáng đáng hơn không phải lúc nào cũng chặt chẽ như thế đó là gì ạ có mở đầu và có triển khai thôi tôi nói là tôi thích câu chuyện bà cháu tôi thích những cái gì tôi thích cái này cái này cái này thế là xong đúng không đó thế thì đấy là cái cách thứ hai thế thì chúng ta thử xem cái tiết này nó là đầu năm của lớp 4 đấy, nó cũng hơi hơi nhiều nội dung nhưng thực ra các thầy cô nếu mà khi triển khai chúng ta chỉ triển khai kỹ bài tập 1 thôi. Bài tập 2 để các em tự học vì là câu mở đầu nói gì các em đã biết rồi. À, các lý do ở đoạn 2 viết rất rõ, các em chỉ ra thế là xong. Để các em thử cho biết là đoạn 1 là viết theo cách nào, đoạn văn thứ hai viết theo cách nào thế là xong thì nó sẽ nhẹ hơn nhưng cô giáo như tôi nói là một cái tiết mà à, để quay băng ấy thì các cô vẫn muốn là có những cái hướng dẫn cặn kẽ thì để các thầy cô tham khảo nhưng không có nghĩa là mình cứ phải dạy giống như thế thế sau đây chúng ta sẽ xem cái cách cô giáo tổ chức tiết dạy à, này ạ à, cho một tiết ạ à. mời em cho các thầy mời các thầy cô chúng ta nghỉ 15-20 phút nhé không có buổi chiều để hơi buồn ngủ các thầy sợ các thầy không hơi buồn ngủ như vậy bây giờ coi như là hai giờ bốn mươi thì ba giờ kém năm chúng ta vào ạ